Những thói quen gây hại sau bữa ăn mà nhiều người thường mắc phải. Sau bữa ăn, không ít người mắc phải một số sai lầm đáng tiếc và không hề biết rằng chính những sai lầm này có thể mang đến những điều không hay cho sức khỏe. 1. Uống trà sau khi ăn. Trà có chứa axit tannic khi kết hợp với canxi hoặc sắt có trong thức ăn tạo ra hợp chất làm cho cơ thể có hấp thụ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, bạn nên chờ một tiếng sau khi ăn hay uống trà. 2. Tắm. Không nên tắm sau khi ăn cơm vì lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng lên. Lượng máu lưu thông trong dạ dày sẽ giảm xuống, giảm thiểu chức năng tiêu hóa. Bạn nên tắm sau bữa ăn ít nhất khoảng 30 phút. 3. Nằm nghỉ luôn. Sau bữa cơm, không được nằm nghỉ vì có thể dẫn tới béo phì và ảnh hưởng tới khả năng tiêu hóa thức ăn. Các nhà khoa học khuyến cáo sau khi ăn cơm xong, bạn nên ngồi nghỉ ít nhất 20 phút để đảm bảo thức ăn đã tiêu hóa. 4. Chạy bộ. Việc chạy bộ sau bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, người già có thể suy giảm chức năng tim mạch, xơ cứng mạch máu và rối loạn điều hòa phản xạ huyết áp. Ăn trái cây. Dạ dày cần thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi chuyển vào ruột non. Ăn trái cây sau bữa cơm có thể khiến thức ăn bị tắc nghẽn trong dạ dày và gây rối loạn chức năng tiêu hóa. Vừa ăn vừa xem cũng tương tự như thói quen vừa đi vừa ăn. Việc ăn trong quá trình bị phân tâm vào những thiết bị công nghệ dễ khiến bạn tiêu thụ thức ăn nhiều hơn so với bình thường. Do vậy, bạn nên sửa ngay thói quen ăn uống phản khoa học này để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như dạ dày của mình.